Kính chào quý vị và các bạn. Tiếp theo khóa học tra cứu quy hoạch, dịch vụ cấp sổ và xin phép xây dựng. Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn tra cứu quy hoạch theo tọa độ trong kết 2021 nha. Vì đầu tiên, khách hàng gửi cho ta cái sổ nè. Đó, thấy tọa độ của anh không? Rồi, ta nhập tọa độ lên nha. Đây, copy nè. Trục ít nè. Đó. Sau khi nhập tọa độ này, ta copy nha. Rồi, ta vào bằng tọa kết nha. Đây. Rồi, ta vào bằng đầu chính nha. Đó, rồi BL, Enter, rồi dán tọa độ vô đây nha. Đó, vị trí đây. Thấy không, các bạn thấy không? Thì xác định vị trí này. Đó, nhà sẽ cho nó màu xanh này, màu vàng đi cũng được. Đây, đó, BL, Enter, ok, bạn dán vô. Đó, ra vị trí này. Đó, sau khi có vị trí này, ta biết được nó là vị trí từ bắt đầu chính đây. Vậy từ bắt đầu qua xuống đất nằm đâu? Đây một bản đồ vào trong đất nha. Rồi. Đó. Đây. Bản đồ vào trong đất nè. Quy hoạch là đất ở nha các bạn. Xây dựng nó là cái gì? Đây bản đồ vào xây dựng nè. Rồi nha, coi nó quy hoạch là cái gì nha. Đây, nằm vị trí này nè, đúng chính xác luôn các bạn. Nó quy hoạch là đất ở xây dựng mới nha. Cách chết của mình là vậy đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã nghe. Chúc các bạn thực hành thành công nha.